Xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, không hiểu vì sao nhưng mà cái đợt trước thì chúng tôi mua về được rất nhiều xe, tất cả là toàn màu trắng hết. Nhưng đợt này thì chúng tôi lại mua về rất là nhiều xe nhưng mà đa số lại là màu xám ạ. Mấy chiếc xe màu xám liền, ví dụ như Nissan Tiana 2010 cũng là màu xám, hoặc Suzuki Swift 2008 cũng là màu xám. Và hôm nay thì chúng tôi lại mua về được một chiếc xe màu xám nữa, đó chính là chiếc xe Mazda 3. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, ở Việt Nam mình thì Mazda nó có rất nhiều phiên bản. Nhưng hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Mazda 3 nhập khẩu, mà nó lại ở cái phiên bản rất là đặc biệt, đó là cái phiên bản 2.0S. 2.0S tức là Sport ấy. Sport là bản phiên bản thể thao ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2009 và là nhập khẩu ạ. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và vẫn là một chủ từ đầu biển 4 số ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi, gần 9 vạn km rồi, và tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Thì mời quý vị và các bạn theo dõi clip để biết về chiếc xe Mazda 3 2.0, Mazda 3S 2.0 sản xuất năm 2009 là cái phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ. Nó là cái phiên bản Mazda 3S, cho nên nó là cái phiên bản Sport, cho nên là nó được trang bị tất cả các đầy đủ các option từ khóa thông minh, cửa nóc, và đặc biệt cái bộ ghế da cũng là cái bộ Sport. Quý vị các bạn nhìn cái bộ ghế da thì quý vị các bạn cũng đã biết nó là cái phiên bản Sport, cho nên là cái bộ ghế nó là bộ ghế Sport, cho nên ôm rất là ôm ạ, ngồi rất là ôm, và chiếc xe này thì còn rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là khoảng 300 triệu đồng thôi, cho nên là nếu quý vị nào mà các bạn nào mà quan tâm chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 3S 2.0 này, thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi clip của chúng tôi ạ.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.